Ủa ôi, về nhanh đi, trời tuyết hả bạn ơi, lạnh quá à. Rồi alo, chào bạn ơi, à, chào mừng bạn đến với channel của mình Hachi TV đây. Trước khi vào video nhớ like và chia sẻ video giúp mình nha. Và nhớ hộ mình và nhớ hộ tất cả người trong đêm tối nha, trời ơi, trời lạnh quá à. Đi về nhanh nào, đi về nhanh nào. Ê, ai vậy, con gì vậy? Ủa, vậy ai vậy? Ê, con gì vậy? Ủa, ông là ai vậy? Nhìn thấy ghê chứ. Là Daddy. Daddy vậy? Cậu giúp ta bởi người ta lạnh quá. Cậu có nhà không? Cậu có trời lạnh á, mà sao ông to quá. Tôi chắc là nhà mình cũng to mà chắc chứa được ổng á. Chắc đem ổng về ta đi đi à, bác ơi đi theo con nè, con dẫn bác vô làng. Cảm ơn. Ủa đi vô tới nhà nè bác ơi. Cảm ơn cậu. Ủa to dữ vậy cậu. To tan, cái đói bụng quá. Trời, đồ ăn á, không biết trong tủ lạnh mình còn gì không ta. Ủa, à đây rồi. Ủa có 4 phần thịt à. Chắc là đem ra coi mình ăn một phần đi nè. Bác ơi, thịt nè, bác ăn 3 phần đi. Nhìn thấy bác cũng to, con ăn phần thôi. Ở ngoài kia kìa, chị ơi, chui đâu trong đây vậy, ngoài kia. Ôi, coi chừng á trời. Để mình mở đèn lên cái trời ơi. Ôi, to quá vậy. Ủa, bác no chưa? Ta no rồi, cảm ơn cậu, nhưng mà cậu ơi, cho ta ở lại vài hôm, ở ngoài lạnh quá. Dạ, cũng được, coi bác lên lầu đi, ở trên lầu này cũng rộng rãi lắm nè bác ơi. Đừng ở dưới đây có... Ồ, vậy nha, chị cháu đi mua thêm đồ, cái nhà cháu hết đồ ăn rồi. Ở yên trong nhà nha, đừng đi ra ngoài nha. Mọi người trong làng sợ bác lắm á. Thấy là sợ lắm á. Thôi, yên trong nhà nha, ê, chui vô trong. Rồi, thôi, mình đi ghé ngang qua siêu thị mình mua tí đồ mới được. Hachi ơi, có nhà không vậy? Trời đất ơi, Hachi ơi. Trời ơi, sao mở kêu không ai mở cửa nhỉ? Trời ơi, đâu rồi, ủa? Sao không thấy gì hết trơn vậy? Hachi ồ. Ủa ông Hachi đâu mất tiêu rồi trời ơi. Ăn ngon đi rồi. Gì vậy? Ủa, mình vừa mua được một đống đồ ăn nè các bạn ơi. Trời, cũng có còn một xíu tiền thôi, về nhà thôi. Nhanh nào. Bác ơi, bác Daddy ơi. Ủa. Cậu ơi. Dạ, bác còn đói không? Cháu nỉ ra siêu thị mua được à, tí canh nè. Ăn tử không? No lắm rồi. Ủa, no rồi hả? Vẫn còn no hả? Thôi vậy thôi, con đem này xuống cất tủ lạnh. Dạ, có cần gì kêu nha. Để mình coi mình cất vô tủ lạnh mới được. Thôi vậy cũng đỡ tốn, và giờ mình chỉ còn đây thôi. Giờ chắc à, mình ngồi ngủ một chút xíu hay coi TV ta. Để mình nghĩ coi, thôi coi TV đi. Để ngồi coi TV mới được. Để coi TV mới được. Trời ơi, la cái gì mà ghê vậy trời. Ôi. Chơi không? Ủa, thằng sầu riêng đâu? Sáng giờ em có thằng sầu riêng không? Không, sáng giờ em có thấy ông đâu. Trời ơi, hôm nay chị la mà tiếng bú điếc lỗ tai luôn trời. Đi chơi không? Rồi, em không đi đâu. Chị đi mình đi. Chứ giờ này chứ chứ. Chị. Đi thôi. Ủa, mà chị qua đây kiếm sầu riêng cũng rủ ông đi chơi mà. Rồi, mất tiêu luôn. Ơi gì đâu, kỳ cục qua hỏi xong chưa kịp hỏi lại nó bỏ đi à, bực mình quá. Thôi đi ngủ. Chán ghê trời. À, mình nằm đây mình ngủ luôn đi. Ôi, ngủ à. Ôi, ngủ giấc quá trời. Lại có thêm đồ ăn nữa rồi. Giờ ăn tới rồi, đi ăn thôi. Cộc cộc cộc. Có ai ở nhà không? Gì vậy? Cộc cộc cộc. Giờ này cộc cộc cái gì vậy? Wow. Quái vật gì vậy? Lên trên lầu xem cái. Ê, ủa, cái bác kia rồi, ê, bác Daddy ơi. Ủa. Không được rồi. Ê, đừng có bắt mày nữa, cháy làng bây giờ.
Ủa mày đứng đây tao canh nó tới là tao đốt nó liền. Mà chị thấy con quái vật nãy nó vô nhà chị hả? Sao vậy? Cứ vậy nữa. Rồi, không lẽ nó đi đó thì ta ý chết rồi. Ôi, nhưng mà giờ phải tính sao đây? Giờ ủa, nãy ổng định qua ăn thịt chị thiệt hả? Cứ gì nữa sao mày hỏi hoài vậy? Ê, ngồi em ngồi. Không ăn thịt ta sao tao chạy qua đây làm tao la làng làm gì? Em biết rồi. Giờ phải tính sao đây các bạn ơi, chết rồi. Để mình nghĩ cách mới được, nghĩ cách thôi. Hay là mình đi kiếm ổng thử coi. Chị ở nhà em, chị canh nhà em giùm nha. Em đi ra ngoài chút xíu. Ta đốt nhà mày đó. Ai vốn là khỏi có cho trốn nha. Rồi để mình đi kiếm ổng thử coi. Trời chết rồi, ông lẹ ổng ăn thịt người thiệt á ta. Ý tiêu rồi. Đi kiếm ổng thôi. Ý trời ơi, trời sao mình tự nhiên mình ngủ chi vậy? Biết vậy đừng có ngủ rồi. Để mình đi kiếm ổng mới được. Giờ này không biết ổng đang ở đâu nữa. Trời ơi là chờ mình kiếm cả một buổi trời luôn, không thấy ổng đâu luôn. Ê, vậy mày muốn đây cho tao, tao sẽ ăn thịt mày. Cái vụ vậy? Đây ngoan ngoãn. Ê, ổng kìa, ý, có tên mấy con gì vậy? Ôi, phải kiếm cách cứu chị Na Bi mới được, chỗ nó đông quá à. Để mình đi qua đồn công an mình kiếm đồ mới được, thì kiếm mà có đồ gì không ta? Rồi mấy cái tủ này kiếm được. Ê, bị khóa rồi. Không được, ý mấy tủ này bị phá khóa hết trơn này, phải có chị Nabi, chị Bi mới mở được mấy tủ này thôi. Ôi, ông có vũ khí thì làm sao mà chơi đây trời. Mấy tủ này có gì không? Tủ này không có, ý, có ba chiếc lựu đạn nè. Được, đi qua đó giải cứu chị Nabi, kêu chị Nabi mở mấy tủ mà chứa vũ khí nè. Để gọi là lấy vũ khí ra diệt con đó nữa trời ơi. Mà coi. Ê, bọn đó, nó tới trước cái con mình kìa. Mày, ôi. Đứa nào đây? Ơi, xử tao đấu được. Mở đèn nè, 5, 4, 3, 2, 1, trời vô cho nó. Ê, bùm. Ê, chạy. Ê, ủa sao nghe tiếng sao huy vậy? Sao nghe tiếng sao huy vậy? Ê, đóng cửa lại. Cứu chị bây ơi, mọi người ơi, chạy đi. Ủa sao nghe tiếng sao huy vậy? Chị bây, sau lưng nè chị bây. Ôi rồi, hay quá vậy. Ê, đang ở đâu vậy? Cứu tôi với. Ủa? Ổng đâu rồi? Ổng nghe tiếng ổng đâu vậy? Tôi sau lưng nhà vậy. Ủa sau lưng nhà ấy gì vậy trời? Ê, mình dính trên nhà đúng rồi. Ê, chị ơi, chạy. Chị qua đường công an, chị đâu ơi, đừng bắn nữa. Ủa công an chứ nữa. Lấy vũ khí ơi. Ôi, hello. Ủa, ông ở đâu? Chịu về vậy? Trời ơi, con quỷ kia nè, đi nè. Nó bụng nó đó ba. Rồi, ông ở trong bụng. Chạy. Để tôi chở bơm cho. Chạy. Chạy qua đường quen lấy vũ khí, chạy ra ngoài đứng lại đó. Ôi, ê, đi băng qua sông hả? Trời. Qua sông trở lẹ. Nhanh, ủa, ông bị tên đó ăn thịt cho ông nằm trong bụng nó sao quen. Ê, nhanh lên. Quỷ á. Ủa, sao thấy thoát ra được vậy? Ôi, ai biết nữa, ai chỗ trái bơm rồi nó bị ói hay gì đó. Trời gớm quá trời. Vô, chỉ có chị đang bây giữ chìa khóa đồ công an thôi. Đâu, Bi đâu rồi? Trời ơi, đồn công an có chị đó trời. Ôi, đúng kìa. Ngon. Đáng trả thù tại cái tội nó dám nút em vào bụng. Thằng nhiều càng tốt, trời hên quá có chị đâu bây đây. Được lắm, chị đây viên chắc đủ rồi. Được, đi bắn lộn thôi. Thử bọn nó thôi. Rồi, mời. Ui, cái lỗ tai nè. Bắn nó. Mày. Ê, nó giữ, nó đang là như quá trời trong làng kìa. Diệt đi. Ủa, đúng rồi. Ui, mày cắn rồi. Ê, trời quá trời luôn. Ê, nó chạy nhanh vậy. Ê, đạn rồi. Ê, ôi, sao cái súng này nhanh nó đạn vậy. Ui, nó chạy đúng nhanh luôn á, mấy con nhện này nè. Mày chết nè. Ui, ê, chê. Đông vậy mấy con sinh vật gì đây. Rồi, đi. Ôi, khắp làng sinh tốt mình rồi. Mày chết nè. Ê, ông đét đi kìa. Ê, hết đèn rồi, làm đèn vô mấy. Ủa, chết đi nè. Ủa, còn có nào mọi người. Ê, ông đét đi kìa, ông nào, ông là sinh vật gì vậy? Là đét đi lâu đét đến đường nhà máy Playtime. Cái gì? Là đến đây ăn thịt hết cái làng sinh tốt này. Cái gì? Ê, từ nhà máy hả? Ủa, ê chị Bi coi chừng á. Trời ơi, bán này là cái gì vậy?
ơi. Bắn ăn, bắn ăn đi. Ui. Ui ơi. Ê có chừng kìa mọi người ơi. Hết tụi bay. Trời ơi, chạy. Ê còn có đây, còn mấy con mày. Ê. Nằm đây vô, nằm đây vô. Ui, mày chết à. Bên đây nè mọi người ơi. Ui, sắp sắp đâu. Bà nội mày. Chết đi nè. Trời ơi. Nó mạnh quá à. Ê. Kẹt rồi. Chạy. Ê. Mày kẹt rồi, giúp. Giúp mình thủ nè con. Đó mày chơi nè. Lính của ta sẽ ăn thịt tụi mày. Ôi ơi. Lính của ta là Daddy lon lét. Ăn thịt cái làng người mới đi. Chết đi nè. Ê ôi. Tải vô đây. Đúng rồi. Ôi. Cuối cùng đã xong rồi. Còn bây giờ thì xử Hachi đem con quái vật nó về. Ủa, tụi đem nó về nào. Ê, bằng chứng đâu em nói. Ok, tao thấy nó bên nhà của mày. Ê, đúng rồi. Bậy, chết rồi. Ê, Hachi tao xử. Ê, bình tĩnh mọi người, bình tĩnh, em không có làm trò với nha. Ê, ê thôi được rồi, mình chạy đi bạn ơi, chết rồi. Tự nhiên mình mang ông về, giờ cái làng săn mình là sao. Ê, to. Bye bye các bạn nha, chúc bạn ngày tốt lành, giờ mình đi trốn đây. Ê, đâu. Trời. Né bye. Né không, thích né không. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó, và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.